Cũng vào sáng nay, hơn 7.000 học sinh của 210 trường tại thành phố Hồ Chí Minh đã nô nức cùng nhau tranh tài trong cuộc thi tin học IC3 Spark 2017. Và đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam dành riêng cho học sinh tiểu học. Cuộc thi vô địch tin học IC3 Spark là cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Thông qua cuộc thi nhằm kiểm tra đánh giá những kiến thức, kỹ năng cơ bản và cần thiết về công nghệ thông tin dành cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố. Cuộc thi là nền tảng cho công cụ chuẩn hóa năng lực công nghệ thông tin dành cho học sinh tiểu học. Đồng thời, đây cũng là một sân chơi tri thức đầy trí tuệ, giúp các em học sinh đam mê tin học có được chứng chỉ IC3 Spark, chứng chỉ tin học uy tín có giá trị toàn cầu. Em muốn được cung cấp được nhiều kiến thức về môn tin học để có thể áp dụng cho những tiết học trong trường. Đây cũng là một cái sân chơi về môn tin học để các bạn có thể giao lưu với nhau những kiến thức về môn tin học. Em mong muốn được tiến sâu hơn với chương trình này là tại vì em muốn học hỏi được nhiều kiến thức về tin học hơn. Trong ngày hôm nay 8 tháng 1, cuộc thi đã chính thức diễn ra đồng thời tại 3 cụm trường tiểu học: Võ Trường Toản quận 10, Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì quận Tân Phú, Trường Tiểu học Phước Bình quận 9.